Cái gì chia sẻ không? Bây giờ đề nghị các bác là giải quyết cho các cháu con đến chỗ ăn chỗ ở. Bây giờ tất cả là của cái cháu để lại cho các cháu chứ không phải là của ông bà ấy mua. Mỗi cái đất là của cụ kỹ mà 7 đời rồi. 7 8 đời ở cái đất này rồi. Đất này là đất của các cụ ngày xưa là 7 đời rồi. 7 đời rồi, đến đời cháu là thứ 7 rồi. Mà bây giờ đuổi mẹ con cháu ra lý do làm sao để sang được cái đất cổ đấy là yêu cầu bác là xem là lý do tại sao ai đứng tên mà bây giờ phải làm ra cái người mà cả cái người đọc lệnh mà phá rỡ nhà như này các bác cũng phải làm ra làm sao lại được đọc lệnh mà rỡ nhà của các cháu ra không có chỗ ăn chỗ ở. Tòa án có xử thì cũng phải hỏi nguyên nhân. Phải hỏi nguyên nhân các cháu tự nhiên để bây giờ người ta không làm tội gì đâu, con cháu làm tội gì đâu. Đứa trẻ mơ bao giờ nghỉ cả học dân phấn nổ đến như thế này cơ mà. Xã hội giờ còn buồn bã, người ta về, người ta giải quyết, người ta giúp đỡ là dân phấn nổ. Ôi chết rồi.
cái vụ này là chấn động cả khu vực này luôn á bà nhờ. Vâng, chấn động cả khu vực mình. Địa chỉ của mình ở đây là như thế nào? Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thôn Đế Thượng. Thôn Đế Thượng, xã Phú Yên. Vâng. Mẹ chồng của con dâu, cháu nội ngân lòng chiếm cả khu vực. Chiếu một bên đêm qua nó nằm vào đâu? Rồi cho mắt kia coi như là con sạch. Ông có gì chia sẻ không? Cái này nói chung là dân chúng tôi chỉ bức xúc là cái chỗ là bây giờ con cháu là người ta là không có tội gì, và đất này đất từ tổ tiên là mấy đời nay để lại cho con cho cháu, mà cuối cùng là cái bà con dâu chồng thì chết rồi, mà bây giờ lại lý do gì mà để này để chuyển được sang cái sổ đỏ cá nhân. Cái này là một cái dấu hỏi của người dân chúng tôi là từ cái sổ đỏ. Cái thứ hai nữa là cái bên tòa án, đến tòa án muốn xử dân thế nào phải làm cái việc gì nợ cho dân thế nào. Thế bây giờ các cháu nó có tội phạm gì đâu, nó không tội phạm gì mà lại đi về cưỡng chế để phá nhà, để đuổi các cháu nó ra ngoài, để đuổi các cháu ra ngoài, mà trong khi đó cả xã hội người ta trong thôn xã xung quanh đây là tất cả ai cũng bức xúc, ai cũng muốn cứu mang các cháu. Nếu mà người ta có tội phạm, người ta có tội phạm gì mà ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến nhà nước thì ai người ta bao dung bao che, nên tất cả vẫn phải là một tuân theo pháp luật. Nhưng mà đây là ngược lại, bảo là trong chính sách thì bảo không bỏ rơi ai lọt lại phía sau, mà đây thì này đến bảo về lại pháp luật về cưỡng chế trong gia đình ta để đuổi con cháu nó ra ngoài. Đấy, tòa án thanh án được cả công an về cưỡng chế để cho người dỡ khoái. Đây bát hương là của đời ông trước đấy mà bây giờ mang ra đường đây để khóa cả ban thờ. Đấy, chúng tôi chỉ có vấn đề bức xúc đấy, bây giờ chỉ muốn là tìm lại công lý để quyền lợi cho các cháu. Thế thôi, chứ còn ngược gì để làm chống lại pháp luật gì cả. Thế thì ông cho cháu phỏng vấn ông một vài câu như thế này. Thì cái những người con dâu này á, có nghịch ngợm với mẹ chồng hoặc là có đanh đá hay là như những lời đồn là con dâu đấy, sống không có đạo đức không? Cái câu nói đấy là chúng tôi cũng này mày nói với mày trong những người phỏng vấn này. À. Bây giờ một tòa án muốn xử phải tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Bảo muốn xử đuổi con cháu ra thì phải tìm nguyên nhân về dân làng thôn xóm. Chúng tôi là người nhân chứng sống ở xung quanh đây, tôi cái nhà sát đây. Thế bây giờ con cháu người ta nó có cái gì thì chúng tôi phải biết chứ. Thế mà đằng kia lại xử không ai biết. Không ai biết, xử vào xử ta 19 có biết đâu. Còn bây giờ vỡ lở ra thì bắt đầu mới biết, bảo đuổi hai con dâu. Con dâu trước chồng nó chết rồi, đuổi ra con dâu thứ hai tuổi thì đuổi ra trước. Có một đứa cháu bây giờ đến cái con dâu là con dâu lớn thì chồng nó mới chết, bắt đầu được 50 ngày thì bắt đầu là tiếp tục là đuổi cho đuổi. Thì bây giờ chính thức mới là cưỡng chế đuổi. Thì các cháu hai đứa cháu nội thì là con trai mới lại một đứa cháu gái đây. Đấy, nó ôm ảnh đấy là mấy ba đứa cháu. Thế từ đầu là cái câu chuyện là không phải là con dâu nghịch ngợm với mẹ chồng và là bắt không với mẹ chồng. Không, con dâu không. Con dâu không mang thế này thì người ta mới bảo vệ các cháu. Và hiện bây giờ thì bà có ba đứa con cháu và chỉ có một đứa cháu trai là cháu nội đứa con, đúng không? Đấy, có một trai còn cháu trước được hai đứa con gái. Thế thì ông cho cháu hỏi thì cho cái vụ mà lùm xùm như thế này thì cái những người dân là muốn gì từ bà mẹ chồng? Người dân chúng tôi này chỉ muốn là mang lại quyền lợi cho các cháu nó được hưởng ở trên cái mảnh đất này. Tức là được, cái mục tiêu chính tức là được hưởng trên cái mảnh đất này, trên đất của ông cha để lại. Vâng. Cái mục tiêu thế thôi, thì là dân chúng tôi là không có vấn đề bức xúc. Vâng. Thế rồi. Đấy. Còn đâu mọi việc là chúng tôi muốn là phanh phui ra để làm sao tìm nguyên nhân để ra pháp luật, là từ những cái người làm cái tòa án này rồi làm sổ đỏ. Đấy. Bây giờ cái sổ đỏ thì thường thường người dân chúng tôi là làm rất khó, và yêu cầu hết chữ ký nọ chữ kia mới có, mà đây thì ngẫu nhiên mà chả ai ký mà lại sang tên được đất tổ tiên, sang tên của con dâu để đuổi con cháu ra.
nó là rất vô lý. Bát hương bát bê vứt ra ngoài bát hương bê là ảnh vứt ra ngoài đường, thế là nó thế nào. Vâng, thì cháu cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn vừa rồi. Cảm ơn.